Xin chào cả nhà, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em Ý. Hôm nay là đúng cái ngày cái thất đầu tiên của em Ý, là ngày thứ bảy sau 7 ngày em Ý mất. Thì bây giờ thì gia đình đang chuẩn bị làm cái lễ cầu siêu cho em Ý cả nhà. Gia đình thì chỉ có dọn dẹn mấy anh chị em trong gia đình thôi. Ủa anh Giang, hôm nay là ngày cúng thất đầu tiên hả anh Giang? À đúng rồi em, cúng thất đầu tiên cho Minh Ý nè. Ngày nay anh Giang cũng đi làm rồi đúng không? Tại nhà nghỉ luôn ha. Anh đi làm buổi sáng. Buổi sáng à? Rồi anh xin công ty nghỉ buổi chiều. Dạ. Em mới chạy nãy vô trong chùa rước con về nè. Dạ. Là cái em Ý là nữa mình có dự định là mình gửi vô chùa luôn không anh? Chắc có để anh dự định là anh gửi Ý vô chùa đặng cho Ý đi theo đặng cô mấy sư cô với Phật rồi dạy bảo. Dạ. Chứ để bị gì Ý mất cũng còn trẻ quá. Dạ. Thì hôm qua em có ghé thăm gia đình nhưng mà lúc đó là anh đi làm chưa có về á. Dạ. Dạ thì hôm qua thì có chị Phụng ở bên Mỹ thì chỉ có gửi cho em là 20 triệu gửi cho hai vợ chồng anh để mà coi mình có dùng vào cái công việc mà mình tu sửa lại nhà cửa hay là mình lợp những cái phần lỗ lỗi nè, che nắng che mưa cho tụi nhỏ. Yeah. Thì hôm qua thì không có anh ở nhà nhưng mà em có đưa cho chị là vợ của anh á. Dạ. Cảm ơn chị Nga. Chị Phụng. Chị Phụng. Dạ. Thôi cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn chị Phụng đã thương tình mà giúp đỡ cho gia đình của mình qua cơn khó khăn này. Dạ. Bây giờ anh cứ làm công việc của mình đi, anh cứ làm việc đi anh. Thì hôm nay mình xuống thứ nhất là thăm lại gia đình. Trước tiên là thăm gia đình. Thứ hai nữa là sẽ có những cái phần quà của những cô chú mạnh thường quân gửi. Thì trước mặt cả nhà đây là sư cô này, chuẩn bị làm cái quá trình cầu siêu cho em Ý nha cả nhà. Lại ăn cái nội không có làm. Đâu mà có lại phạt được cái đình nó lại không.
Khóc dữ nội, nhớ nó hả? Tình luôn á. Dạ. Em nghe ý kêu đây bằng bà nội ba không à? Giữ gìn sức khỏe ha, tại cô ba cũng mới khỏe khỏe được một xíu á. Bữa giờ ý nó về lắm ha, về kêu cô ba lắm hả? Thương bà nội mà, về kéo chân bà nội, kêu bà nội xuống đốt nhang mà. Dạ thưa anh Giang, hôm nay là theo em biết là cái ngày nay là cái ngày thứ bảy cũng như là cái thất đầu tiên của em Ý. À. Dạ thì bên trong thì nãy giờ em cũng thấy anh với lại sư cô cũng đang làm cái lễ cầu siêu cho em Ý á. À. Dạ. Thì bữa giờ thì cô chú xem được cái hoàn cảnh của mình á thì cũng đã đồng cảm cũng như là yêu thương gia đình của mình, đặc biệt là em Ý cùng với lại hai đứa em còn rất là nhỏ. Thêm đó là vợ chồng anh là một cái người rất là chịu thương chịu khó nữa, nên là cô chú rất là thương. Thì hôm qua thì em cũng nói với anh rồi đó, thì qua có chị Phụng ở bên Mỹ á có gửi cho vợ chồng anh 20 triệu để mà tu sửa lại cái căn nhà của mình, tại vì em thấy hiện tại giờ nó rất là nóng luôn. Nóng dữ lắm. Em sợ trời mưa, trời nắng thì không sao, nhưng mà trời mưa em sợ nó dột rồi nó ảnh hưởng đến tụi nhỏ trong việc học hành nữa. Đúng rồi. Thì mình cũng hoàn cảnh gia đình thì nói chung mình cũng đi làm mướn tối ngày à. Dạ. Nó là kiểu như là cái hoàn cảnh của mình nó cũng gian nan lắm, mận thì đủ lo cho các anh em nó ăn học. Rồi bà già thêm bệnh tim nữa. Dạ. Nay ốm mai đau rồi là mận ngày nào mình chi phí ngày nấy cho gia đình nó đủ xây trở à, chứ không có dư. Cho nên là nhà cửa còn sụp sệ vậy đó, chứ đâu có khả năng đâu mình sửa lại nữa. Đợi chờ mấy đứa nó học hành lớn lên, mình có mấy đi làm, có mới có dư giả, mấy cái cất nhà cất cửa rồi lại chứ. Dạ.
Thấy như vậy là biết chừng nào mình cất lại được nữa không? Mà nếu mà theo em được biết á, là mình đang ở trên cái đất đậu của ông cậu đúng không? Đúng anh? Rồi, đang ở đất của người cậu cho ở. Dạ. Thì nếu mà mình có sửa sang lại một xíu gì đó thì mình em nghĩ là cũng nên hỏi ý kiến của cậu trước. Đúng. Coi như thế nào, tại vì đất này không phải là đất của mình. Đúng rồi, đất này là đất của người cậu chứ dạ. Không phải là đất của mình. Mình muốn sửa sang gì cũng phải hỏi ý kiến bị dạ. Người. Nên mình sửa sang trên đất của người ta thì tất nhiên mình phải nói người ta bị mình sửa mình ở. Dạ. Chứ bây giờ mình sửa nữa là thời gian mình ở phải lâu dài hơn nữa. Dạ. À. Thì trước mắt thì em nghĩ là anh nên sửa lại cái vách với lại coi chỗ nào giọt á thì mình sửa lại. Đúng tại rồi. Mùa mưa cũng sắp đến rồi. Đúng rồi, mùa mưa sắp dạ. Đến rồi. Hôm đó nay có mấy đám mưa nữa chứ. Mấy đám mưa lớn rồi. Dạ. Thì phần bên anh Duy Còi á anh Giang. À. Phần bên anh Duy Còi á là đã gửi cho anh. Thì bên phần của em á thì hồi sớm này cũng có một người chú, đó là chú Phúc Sơn. Phúc Sơn. Là trước á nó có gửi là chung với lại 3 triệu trước. Cái dạ. Nay gửi riêng nữa 3 triệu nữa. Dạ. Để mà cho anh chị phụ vô giống như là sửa nhà hoặc là lo tiền thuốc cho bà đó. Dạ. Thì bà thấy bà nay cũng yếu quá trời, từ ngày em mất là bà xuống sức luôn anh. Dạ đúng rồi, mẹ em riêng xuống dữ lắm. Biết mẹ buồn quá trời buồn, mẹ đêm nào mẹ cũng đâu có ngủ nha, em ngủ đâu mà thức trắng ra. Dạ. Yeah. Cái ngày mà em xuống đây với lại mấy anh em quay cái clip của em Ý lên á, thì có một bạn vô bình luận nói là cái bạn gái cũ của em Ý á, thì nghe tin em Ý bị như vậy á, thì cũng đã tự xử mình luôn. Thì hôm qua em có hỏi chị thì chị Đào là vợ của anh á, thì chị có nói là cái câu chuyện đó là có thật. À. Mà không biết là anh Giang anh có nghe cái câu chuyện đó không anh Giang? Có nghe câu chuyện đó, nghe nói con trai mình mất rồi cháu gái bên kia buồn quá rồi cũng tự sát chết theo luôn rồi. Dạ. Mà hôm qua là cái cô gái đó là có về gặp bà nội nữa. Có. Về đứng trên cái đầu nằm á. À, nói với mẹ mình là vậy nè. Mình nghe là mẹ lời kể rồi thôi, bị gì mình giật mình thức dậy mới giấc đó mới có 4 giờ à, 4 giờ mấy phút à. Mà sao giờ đi qua coi mù mẹ ngủ rồi sao. Mà không thấy mẹ, thấy mẹ ngồi giọng mẹ khóc. Nó nói mẹ bánh nói con ơi con nhỏ gái lại nó nói với mẹ là nó chết rồi. Nó bà ơi con chết rồi. À, mà nó nhỏ nó gái nó đẹp dữ lắm. Đẹp gái dữ lắm, tóc dài đen thui à. Thả bên vai á, hai bên vai á, đi vô kêu mẹ là nói bà ơi con chết rồi. Nó hỏi con, mẹ mới dí giật mình, mẹ còn hỏi nó con ở đâu, nó con ở xa. Là nó đi ra cửa thôi, một đi ra cửa nhà dưới chỗ này nè, nó dạ. Dở cái tấm rèm đi ra, mẹ còn đi ra giờ đi theo cái dòm con nữa mà thấy biến mất tiêu. Biến mất luôn ha? À, biến mất tiêu luôn rồi mẹ bắt ngồi bắt khóc tới sáng luôn. Là lúc đó là mới biết là hoàn hồn lại là bà mới biết là con bé đó hả? À, mới biết là con bé nó nhớ lại là con bé nè, nó chết rồi cùng ngày với con của mình đây nè. Yeah. Thì hồi nãy em được bạn của em ấy chia sẻ lại đó anh. Yeah. Thì nói là không biết vì lý do rất là hợp duyên và nó khiến sao á. Thì anh cũng định là đưa ý đó là vô chùa ở đây đúng không? À, vô chùa Phước An ở trong ấp 8 nè. Dạ. Yeah. Nhưng mà bé gái đó lại được cũng được đưa vô chùa đó luôn. Thế đó là bên gia đình người ta sắp xếp thì bị hai gia đình cũng đâu ai biết ai đâu. Dạ. Mà cho nên là bên kia người ta thích cái cảnh nào thưa cảnh nào thì người ta gửi cảnh ấy thôi chứ bên này anh cũng không biết, nhưng mà dự định là con anh đủ 49 ngày con anh mới đem gửi vô trong chùa Phước An. Dạ. Gửi vong linh nó vô cho Phước An cho nó tu hành tu tâm nó độ trọng. Dạ. Hằng ngày nó được nghe kinh kệ rồi nó giảm bớt cái tội nghiệp của nó. Chứ anh cũng không biết bên gia đình bên kia là sẽ đưa cái vong linh của cháu gái nó vào cái chùa ở trong ấp 8 chỗ nữa. Cùng chùa với cháu đây. Yeah. Anh có nghe được cái bạn của Ý là chia sẻ là hầu như là bên kia bên bằng bé gái cũng vậy mà bên mình cũng vậy, là hầu như là tất cả mọi thứ đều giống nhau. Anh có nghe được cái bạn đó chia sẻ như vậy không anh? Thì anh cũng nghe là cháu Phú đây nè, cũng là một người bạn của con mình với là cháu gái bên kia. Cũng nghe cháu kể vậy thôi, cũng chưa có biết được là bên kia là nhà cửa ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, mình cũng không biết.
Bởi vì nói chung là hai bên đều ở xa hết, đây mấy chục cây số luôn mà. Chứ phải gần gần thì chừng 5-10 cây thì biết được. Còn đây là đây cái tớ ngoài Đức Mỹ có 7 cửa ngoài là cái là mấy chục cây số lận. Mà đó giờ anh có lần nào anh gặp được cái cô bé bạn của Ý chưa anh? Không, không có gặp, nhưng mà có thấy trên điện Zalo điện thoại. Dạ. Nhưng mà sao cô bé đó biết tới đây người ta? Bởi vì ngày xưa cô bé đó là học chung trường với con mình chung một lớp luôn. Dạ. Sau này gia đình mới chuyển nhà rồi cô bé nó mới theo cha theo mẹ là chuyển trường về ngoại ở. Đó này, nhưng mà hai đứa nó học hành chung 2 năm á, thì cũng nghe nó nói lúc mà con mình nó nghỉ á, nghỉ học trong lớp 9 á, nó cũng có nhắc bạn gái con nhỏ đó. Sau này nó mới nó kể là nó nói con thương nhỏ nó dữ lắm. Con thì nó hứa hẹn, nó trời ơi, hai đứa mày còn nhỏ xíu mà hứa hẹn. Mình mới nói cũng nói nó như chọc con nó chơi ha. Nó hai đứa mày nhỏ xíu mà hứa hẹn cái gì? Khùng quá à. Ăn hộp cơm còn dính kẻ răng nữa chưa sạch đó mà hứa hẹn, nó còn như nó hứa rồi đó. Nữa là hai đứa con lớn lên, con ở đây nó ở đâu con không biết, nhưng nó nếu mà con tìm được nó thì nó tìm con. Trời đất. Cái câu anh Giang vừa chia sẻ là khi mà về mà con tìm được nó là nó tìm con đúng không? Đó, thì hôm qua cũng chính chị Đào chia sẻ là nghe một người bạn của Ý á, với lại một người bạn của cái cô gái mất đó. Thì chia sẻ là trước khi mà cô gái đó mất á thì là Ý có đi lên cái nhà cái cô gái đó. Có. Dạ, kêu của nó là nói là em ơi anh mất rồi. Trời. Dạ. Nghĩa là cái hồn của Ý đi lên kêu á, chứ không phải là lúc Ý còn sống nha. Đó, thì cô gái kể lại cho bạn của cô gái nghe đó, rồi thì sau đêm đó luôn, cái đêm gặp Ý trong giấc mơ hay gì đó là xong đó, là cô bé đó đi luôn đó. Trời ơi. Nghĩa là Ý đã lên tới đó tìm luôn đó. Ừ. Hôm qua em có nghe chị Rào kể là bạn của Ý kể lại như vậy. Trời, anh nói mà nói ốc luôn á, giận người. Bởi vậy cái cô bé đó mới gọi cho mẹ hay mẹ của cô đó, sau đó mới gọi xuống đây đúng không? Có gọi xuống đây mẹ của đó đó. Mẹ của bạn đó đó. Mà bữa giờ mẹ của cái bạn mất đó có gọi xuống cho anh không? Không có. Không có. Hoặc là nghe tin bạn bè đó thì mới gọi xuống là chính xác là Ý đã mất rồi. Chung là biết chính xác là Ý đã mất rồi, thì cái đêm đó là cái bé gái đó cũng đi luôn đó. Hầu như em thấy mặt anh Giang đang hoang mang, chắc anh Giang cũng mới nghe luôn hả anh Giang? Có nghe là bé gái đó nó mất thôi, chứ đâu có nghĩ là hai đứa nó liều dữ vậy trời. Em nghĩ là nó cũng khiến cái gì đó anh Giang. Khiến cũng là một cái lời thề thốt mà hứa hẹn trăm năm đó. Ý của anh Duy nói á, là lúc mà Ý mất rồi á là Ý mới lên tìm cô bé đó. Chứ không phải là lúc còn sống nhanh Giang nha. Đúng rồi, thì không hiểu. Nhưng mà, thì cái bạn gái đó không mất ngờ, sao Ý? Không ngờ con mình chết mà nó lại linh thiêng có đến mức độ như vậy. Mà nãy anh Giang có nghĩ là hai đứa nó hứa hẹn trăm năm, nãy anh Giang kể cho tụi em nghe đó. Thì bây giờ là cuối cùng là hai tụi nó về chung một nơi luôn đó. Về chùa chung một chỗ luôn. Chung một chùa và quan tài cũng giống một kiểu luôn. Tè. Em nãy em được bạn đó chia sẻ bạn của Ý. Có cái hình luôn anh Giang. Có hình luôn hả? Dạ. Hai cái quan tài bạn kia ở dưới nhà bên gia đình kia là 20 triệu. Còn của anh là 8 triệu đúng không? Đúng. Nhưng mà chung một mẫu luôn. Trời. Chung một kiểu luôn, không khác gì hết. Nói chung hoàn toàn là giống nhau đều luôn á. Trời. Nhưng mà cái điều bất ngờ là cái lời hứa hẹn năm đó thì bây giờ hai đứa đã chung là đã về đối với nhau luôn rồi đó. Ở chung một nhà luôn rồi. Về chung một chùa luôn. Chung một cái chùa luôn rồi. Mà cái chung chùa này đâu phải là sắp xếp đâu. Ngọn là giống như là mỗi người, mỗi suy nghĩ mà mỗi một bên gia đình là mỗi một lựa chọn khác nhau. Nhưng mà lúc nãy là em nghe bạn nó nói là đưa chung một chùa luôn á. Giờ Ý mà về trên đó nó là chung chùa với lại bé đó luôn. Nãy nói bà nội hết hồn luôn mà. Bà nội còn khóc luôn, bà nội không biết gì luôn á. Bà nói sao mà linh thiêng gì mà trùng hợp như vậy? Không biết được là bên kia gia đình của bé gái đó sắp xếp gửi vào chùa Phước An. Mình thì anh nói chung là anh cũng bất ngỡ ngàng thôi, anh cũng không, nói chung là hai bên mình đâu hồi nào giờ chưa gặp hai bên giờ, cha với mẹ đâu có ai biết ai đâu. Rồi cũng đâu có biết là một ngày nào đó là mình sẽ như thế này, hai cha mẹ hai bên sẽ khổ như thế này, rồi cũng đâu có ngờ được cái sự việc nó như vậy. Theo như em nghĩ anh Giang, sẵn ở trên video này nè thì mình gửi một
đôi lời đến với gia đình bên đó chia buồn. Thì nếu mà mong gia đình bên đó thương, đồng cảm cho nhau, thì liên lạc với nhau, nói chuyện qua một cuộc điện thoại để mình tâm sự về hai hoàn cảnh, hai đứa nhỏ, hai cháu nhà, hai bên gia đình. Nó sẽ hay hơn. Thì em nghĩ anh Giang nên gửi một lời nào đó đến với gia đình bên kia, nó sẽ hay hơn. Em nói thiệt luôn á. Dù gì tụi nó không đến với nhau bằng mạng sống, mà nó đến với nhau đường con đường kết thúc, thì nó cũng cái một cái gì đó rất là linh thiêng, thiêng liêng lắm, tình cảm á. Qua cũng tâm sự của em Trường với đồng cảm với gia đình đây thôi. Đây anh cũng có lời chia buồn với đôi với gia đình của cháu gái bên kia. Hai đứa nó đã sớm mất đi theo cái lời hứa của trước của chúng tụi nó lúc còn sống. Thôi bây giờ tôi xin chia buồn cùng gia đình của cháu gái, cũng tất nhiên cũng như là gia đình của bạn gái con tôi đã mất đi một người thân trong gia đình, cũng như bên đây cũng đau buồn thương xót. Mong gia đình bên kia cũng vơi bớt nỗi đau buồn đi, để sau này mình còn phấn đấu lên nữa, bởi vì nó còn em út nó nữa. Mong một ngày nào đó là hai gia đình mình sẽ gặp mặt mà để trò chuyện, tâm sự, chia sẻ với nhau. Chứ bây giờ mình chưa biết ai để ai đâu mà mình để ấy. Qua dịp này nhờ em Trường gắn cái số điện thoại anh lên cái clip nè. Nếu mà gia đình bên kia có nhận được á, thì gọi lại cho anh. Anh có lời đôi lời tâm sự với gia đình của cháu gái bên đó. Nói chung là chia sẻ nỗi buồn với nhau, chứ không biết nói cùng nhau là cái gì được nữa hết trơn á. Mà từ khi cái ngày mà em Ý mất á, thì tụi em xuống đây thì mới phát hiện được một cái vấn đề, đó là cái người mà cắt dây cho em Ý là Trường. Mà đó là hiện tại cái đó là cũng là một cái điều mà bữa giờ tụi em rất là băn khoăn và lo lắng. Tại vì theo như em được biết á, thằng Dòng thì ổng không có tha cho ai hết trơn á. Đúng rồi. Và thường thường cái dây đó là cũng không phải là ai muốn cắt là cắt. Nhưng mà cái đó là cái trường hợp mà bất khả thi rồi, cái trường hợp mà bắt buộc Trường nó làm vậy rồi. Thì em sẵn đây, anh Giang có cái hướng gì mà sắp tới là cho em Trường không anh Giang? Thì nói chung là mình cũng bây giờ là cũng chưa được biết được rõ là thí dụ như cái lời em nói. Cái thần linh đó, nó không ai ác thì ổng mời, mà ai tới số thì ổng rước thôi. Mà bây giờ á, cái chuyện đó nó cũng nghe nói là nó cũng nguy hại lắm. Nguy hại đó, thật sự em cũng nghe rất là nhiều. Thì bây giờ là trước tiên là mình nhờ cô về đây nè. Tụng kinh niệm Phật cho nó hôm nay, rồi cũng hàng ngày để kinh sám hối đồ đó. Để cho con nó niệm, nó dời bớt cái hận trong lòng của nó. Quán khí ha. Quán khí bớt bớt đi. Rồi cũng nhờ sau này để coi, nhờ cô trong chùa, cô chủ trì trong chùa đó. Cô giải bài giùm rồi gửi con vào trọng luôn. Hận cho con nó vô trọng một thời gian là nó được đi siêu thoát với nhau với tụi nó. Rồi gia đình đây mình thì cũng cầu nguyện ăn chay niệm Phật thì cũng tạo cái phước cho con nó, đặng sau này cho em nó hưởng. Mình cũng hướng điều đó thôi, chứ thật sự ra cũng chưa biết về. Theo đúng lý ra người ngày xưa là con mà tự giận chết trước cha mẹ là vậy phải không? Một cái tội bất hiếu đó. Loại bất hiếu nó là phải lật úp xuống quýnh 6 cây á. Lật úp quýnh xuống 6 cây đó. Nhưng mà bây giờ mình đâu có làm cái vụ đó nữa đâu, bỏ qua rồi. Mà em nghe nói thằng Trường bữa giờ nó ăn chay suốt luôn hả? Ăn chay suốt luôn, ăn lạc suốt luôn. Thường anh nó dữ lắm mà. Đi học về chưa tới giờ anh bị chưa, anh chưa tăng ca ra được đó. Ngồi đợi đó mua một chai nước uống nửa chai, còn nửa chai nó xách về cho anh hai đó. Trời ơi, thương dữ vậy. Thương vậy đó. Nhưng mà theo em nghĩ thì những cái câu chuyện đó thì nó hồi xưa thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là
ý nếu mà nó linh thiêng thì em nghĩ nó cũng sẽ phù hộ cho hai đứa em của nó, không có tai qua nạn khỏi. Nói chung là nó thương em nó, thương em nó thì em nghĩ là nó sẽ làm được hết tất cả. Nó thương em nó dữ lắm. Còn nếu mà cô chú mà xem kênh hoặc là những sư thầy, những sư cô mà có cái hướng mà giải quyết mà nó tốt hơn á, để cho mang lại cái sự bình yên cho gia đình á, thì có thể là liên hệ trực tiếp với lại anh Giang. Thì có gì thì em anh Giang có thể đọc số điện thoại của anh Giang đây luôn anh Giang, để cho sở như cô chú mà những cái sư thầy đó cái gì thì sẽ gọi điện thoại cho mình luôn. Số điện thoại của mình là 0789660362. Mong các sư thầy nếu có xem được clip này, video này thì hướng dẫn cho con, con giải nạn cho con của con, gia đình cùng với gia đình cho nó được yên ấm trong nhà. Anh Giang đọc lại số điện thoại lần nữa đi anh Giang, hãy cho cô chú nghe rõ hơn. 0789660362. Thì thôi, nói chung là mấy anh em cũng đến đây cũng như là thứ nhất là biết được hoàn cảnh của gia đình, thứ hai hôm nay cũng xuống muốn là chia buồn cùng anh vì hôm nay là cái thất đầu tiên. Chắc tụi em cũng xin kết thúc video tại đây để mà cho anh làm cái việc của mình với với sư cô bên trong anh Giang ha. Chuyện thì nó cũng đã qua rồi, thì anh Giang cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, mình giữ vững cái tâm lý để mà lo cho hai đứa nhỏ với lại bà cụ nữa. Cũng ráng giữ lắm chứ, không đâu phải mình là trụ cột trong nhà, mình đâu có ngã được. Mình ngã là cả nhà. Trời ơi, đâu có đêm nào mà dưới 11 giờ ngủ, mà không có đêm nào mà dưới 3 rưỡi thức ngủ trơn á. Là nó thức là muốn sáng đêm không có ngủ. Sao Giang Giang khó ngủ hay sao Giang? Nó khó ngủ mà nó buồn. Anh nói một đêm á, thể nói đây là nói nếu mà có bác sĩ la liền một đêm có thể hút một gói mấy thuốc luôn á. Cứ đi lên đi xuống trong nhà đó, đi xuống đi lên cái đốt điếu ngồi cái hút gần hết điếu thuốc cái dục, đi xuống dưới nhà dưới ngồi giọng, không ngồi giọng mới ngồi ghế rót nước trà được, cứ vậy mà hút thuốc tới hoài vậy đó. Là anh nhớ ý hay là anh bồn nhớ trộn, anh ngủ hay sao? Nhớ con chứ bồ có gì đâu mà bồn chồn, tại nhớ con mình á chứ. Anh nói muốn khóc luôn. Thôi anh Giang ơi, thì chuyện nó đã lỡ rồi, anh cố gắng lên nha anh. Nhớ nó muốn chết luôn á. Mỗi lần đi lên nhìn thấy hình ở cái ngồi đốt thuốc mà dòm hình nó hoài luôn rồi. Rồi cái đi xuống cái ngồi nó rót đi trà uống nữa, cái dòm lên nữa, rồi cái ngồi giỏng hoài. Anh như sáng đêm luôn, không có ngủ được giờ nào ráng đổ. Anh Giang còn nhớ cái câu nói cuối cùng mà ý nói chuyện với anh Giang không anh Giang? Có hai cha con đến đi sôi cá nè, đi chặt cá sặc nè, cái sạc đèn rồi đó, cái nó thấy nó buồn ngủ, nó thấy nó thôi đi ngủ đi con, cha cũng ngủ à, cha không đi đâu, mời có gì con chạy con đi mua chứ gì, nó dạ, nó thôi đi ngủ nghe cha, đi ngủ đi con. Rồi là vậy nhiêu đó thôi á. Bởi vì á là hai cha con tính đi gặt cá rồi sáng về mần cho nội sáng kho đó. Mà thôi ăn nhiêu rồi nó đi ngủ, mình cũng đi ngủ, mà sáng hôm sau mình đi làm con kêu để cho con nó ngủ. Bị hai cha con đêm đó thức cũng khuya lắm, cỡ 11 giờ mấy à. Hai cha con đi ngủ luôn. Rồi để cho nó ngủ mình đâu có kêu làm chi. Để cho nó ngủ đi. Rồi sáng hay gì đó mà nội nhà kêu. Mà thường thường ý ít khi nào thức dưới 7 giờ. Thức sớm à? Không có. Thức trễ hả? Thức trễ. 7 giờ ngoài nó mới có dậy. Bữa nào anh ở nhà, anh không có đi làm á, thức sớm lắm, sợ anh kêu anh la. Nó hay thức đêm lắm, thức đêm nó nhắn tin với bạn rồi chơi đó. Mà em nghe nói trước khi mà ý mất là ý có gọi điện thoại cho chị Đào ha, nhưng mà lúc đó gọi là chị Đào không có nghe máy được. Chạy vô con nó tắt rồi, chụp máy của bà xã mình nó hết tiền đi. Rồi nhá máy lại nó không có điện lại nữa. Rồi nó cũng tính thằng này điện hỏi xin tiền rồi xài thôi. Chứ đâu có ngờ chuyện con nó đang buồn ở nhà.
Dạ thôi vậy ha, anh ha, gắng cố gắng vượt qua nha anh, anh cũng bớt hút thuốc lại nha anh, để mà còn sức khỏe lo cho hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa nhỏ cũng còn đi học đi hành tùm lum á, anh mà có bệnh hay gì đó là khổ lắm, tại mình là hiện tại là anh có mình anh đang trụ cột gia đình nữa. Anh cũng ráng lắm chứ mà mấy đêm mà khó ngủ không có được. Dạ.